giỏi quá. Kìa kìa các bạn thấy nào, nè ôi là trời, nó chào lá luôn. Bài này đâu phải là con nó phải không? Không, bài này là bài à, bài này là bài Nemo bình thường mình ha. Rồi rồi đi vô đi coi mấy bài con nó. Ủa bài bữa đó là tách ra hả? Bữa hôm lâu mọi người nha, nhiều bạn hỏi mua cá da anh mình quá, cho nên ngày hôm nay mình đi qua đây mình hỏi để coi nha, cái anh này anh bán chưa ha, để đi tìm nữa coi anh bán da anh chưa. Ở đây thì mấy hũ anh ở đây thì lên phơm hóc môn đâu mà size này cũng trọng trọng rồi nè, cũng gần đi sỉ được rồi nè. Đó, thấy chưa, size chà bá chờ hóc môn red nha. Hàng này là hàng bán cho để dành bán bỏ trường học bỏ tiệm nhiều lắm. Đây nè, nước mía nữa, tầng tầng lớp lớp luôn. Mấy này là ủa không tách lâu chưa? Tách mới từng lưỡi mà bự dữ luôn hả? Hay là để bự mới tách mà sao bự dữ trời? Tách hóc môn, tôi tách lúc nhỏ xíu 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 à. Chúng ta cũng nhiều lắm nha các bạn ơi, các bài trên bên nè, bảy màu chắc không lẽ giờ mua bảy màu lợi chứ. Trời ơi, sao vậy, sao không hết chỗ tách hả? Nhiều dữ lắm, nhiều luôn. Bữa tách chấm đi hết rồi. Tách máy đi hết chứ trống vậy. Quá trời nhiều luôn nè các bạn. Trống ở đây là muốn trống hết luôn rồi. Trống không? Máy ba máy mà bán trước. Ồ trời, mấy con bảy màu nó bự kìa các bạn ơi. Kìa. Mấy à, có bảy màu nó sọt, có mấy bao lưng gù nữa kìa. Ồ trời, cho ăn biết mà mấy bảy màu nó mập chứ luôn hả? Dữ dội các bạn ơi, nhìn nè. Ôi. Quá xá bảy màu luôn. Nhìn các bạn, đẹp ha. Đây là đen sọt kìa, ô con này nó sọt hết sức sọt luôn kìa. Sọt ri bông luôn, nó ri bông luôn đó các bạn. À. Bỏ giữ ở đây luôn nè, hấp môn nè, hấp môn nè bán được rồi nè, tôi bắt lên nè. Đây coi mấy anh da anh coi. Wow. Đâu con chấm da anh đâu rồi. Con Nemo chứ không, không bài này không phải bài da anh hả? Ủa con chấm da anh đâu rồi? Chống nói đâu. Trong đây không hả? Kiếm con chấm da anh ơi. Con chấm da anh coi thử rồi, chủ yếu là qua xem mặt. Con chấm da anh. Quá trời luôn, cái hồ này là hồ Nemo các bạn ơi. Đó. Kìa. U là trời. Nó bự gấp mấy lần con Nemo. Nemo này tao tách keo được luôn rồi đó, nó gọi là lớn rồi đó kìa kìa kìa. Đó các bạn ơi. Dữ dội quá. Kìa kìa các bạn thấy nào. Nè. U là trời, nó chào lá luôn. Bài này đâu phải là con nó phải không? Không. Bài này là bài à, bài này là bài Nemo bình thường mình ha. Rồi rồi, đi vô đi coi mấy bài con nó. Ủa, bài bữa đó là tách ra hả? Bữa hôm thấy đây có bài nữa mà. Đây nè, Nemo này đẹp quá. Máy hả? Lựa máy. Máy chống rồi, chống đi chứ, chống tách phơm rồi, đi rồi. Chống tách phơm rồi. Chống tách phơm rồi các bạn ơi. Mở đâu bài danh đâu? Bài danh bự chống hả? Bài danh là danh nhỏ nè. Danh nhỏ hả? Lọt rồi. Ồ. Mở lọt ra thấy candy nhiều hả? Bên đây nè, ra candy không? Ra candy không? Nào như trái mít hả? Là ngon hay là không ngon? Không ngon. Hàng Thái mà kỳ cục vậy. Cũng da nữa đó hả? Thì đó. Ủa ơi, ví dụ giờ bán là bán nhiều? Chưa có bán được đâu, biết được đâu mà bán chứ nó lột chứ. Thì mình bán bình thường thôi. Bán hên xui. Sao vậy? Bán đi trời. Bán trời nhiều bày quá trời luôn nè. Thật sự là nó ra candy không kìa các bạn ơi. Nó ra giống như kiểu là coi fancy ha, fancy coi ha. Đây nè, ơi có con đẹp kìa. Ủa giống máy vậy? Có mấy máy đẻ. Ờ mấy máy đẻ hả, hàng chi. Ủa cái da này đẹp nè. Quá trời da luôn. Đâu mấy em mô tách ở đâu đâu? Trong đấy hả?
Ôi, hóc môn trong đây cũng nhiều luôn á. Nên môn tách ra trong đây cũng quá trời luôn nè các bạn ơi. Đấy, con đẹp đó nè, cũng của bự hết trơn. Đây nè. Quá xá luôn. Vậy đây lượt với mấy con ở trên trên kệ ha. Rồi đi vô đây coi mấy bài gian sẵn bắt mớ là lai biệt của mình về nữa. Ừ, phơm bằng mấy cái khẩu bự này nó tốn diện tích thế rồi ha. Ôi bữa nay nướng đi giật cái gì mới có cặn hả? Ôi nè chia bài gian này đi. Trời bà gia này có gì đâu mà không chia trời, chia đại. Ví dụ như nếu mà chia thì chia bao nhiêu ta? Còn bao nhiêu? Hả? Thì quốc đại đi, người ta chấp nhận, của chủ yếu là người ta cần cái size bự. Đây nè, bà gia này nè, chia đại đi trời. 4 bà gia nó quá trời nhiều bài, chia bài đi. Ai chia nữa? Cởi đi thì chia ngưỡng bài. Bởi bóng. Coi chừng bài mấy bài gì sao ngon hơn mấy bài trước ha. Bài này ngon nè. Lột xe lô là ngon rồi nè. Còn cái thằng này thì không hiểu luôn. Này cũng nghe xe lô rồi đó. Nhưng mà nó đỏ nhiều quá giống như Super Red quá vậy. Cái này biết không, tại cái loại cái con nó thiên về cổ hơn, thiên về cổ điển hơn. Ủa cái này là ơ cái này là khác giống hả? Ừ, khác giống. À cũng nghĩa là cái này là đúng rồi cái bởi vì cái cổ thì nó rẻ hơn. Tại con trống nó khác vậy. Rồi coi mấy con bên đây tách phơm hay gì vậy? Dồn nó dưới cái hồ lớn đó chà rồi. Dồn hồ lớn ở ngoài đó đó hả? Bài này cũng được đó nè. Ngày xưa là cỡ này là 2.000 một con nè. Gia công. Rồi đem về bển. 2.000 một con. Ôi vậy là ngon á. Hồi xưa là bự hơn chứ 2.000 là bự hơn phải không? 2.000 là chống máy được luôn rồi. Là đem gia công đó các bạn. Ống ép gia công rồi đó là 2.000 con. Đó. Rồi bây giờ là do là giống ông tự nhập cho nên mình sẽ trả thêm là 3.000 một con. Là tại vì người ta tự nhập giống, ngày xưa mình gia công á là giống của mình. Rồi người ta ép về mình thôi, người ta trả tiền công thôi, cái này người ta nhập giống thì mình tính 3.000 con. Đó. Là ok luôn rồi trời. Đây nè, ở đây có một con nó bự dữ lắm. Còn ở thinh ở đây phải không? Hả? Nó còn ở đây phải không? Còn đó. Còn trống đó, trống đi về cổ. Hàng trống Nemo cổ điển nè. Ôi trời. Nè nó trong đây nè. Danh cổ điển. Đây này, đây kìa. Cái này ép thêm lần nữa được không trời? Được không được. Đây nữa bạn. Nó ngon chà bá luôn. Ê đứng yên coi con. Để sát nước chút xíu. Ờ à, đúng rồi. Để nó dưới nước. Đó thì ghê không các bạn. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây được rồi, để tôi mở ngay. Mấy cá không lột. Mấy cá không lột hay đuối hả? Ảnh sợ người mấy người kia đặt chưa ấy là đang vớt mấy con cá lai biệt vô các bạn ơi. Ồ người ta không chịu chi thôi, mình ngắm đỡ thèm. Ủa vậy là để nữa sau này tự tách phơm mà lên bán sỉ hả? Chứ không có bán bày ha. Để chia cho người nào cũng có đó phải không? Ê sao ông để thuốc đó giống thuốc mang tiêu, thuốc tiêu vậy? Có đó thuốc ngủ của gà hả? Cẩm cấm hả? Ô, gà tre mồng chập kìa. Đây nè các bạn ơi, đó, mấy bài da này ngon thấy ghê luôn mà không che. Rồi vậy mua mấy, ơi mà mấy con Nemo trong đó làm sao ta? Chết rồi các bạn, quá trời, là không chịu chia, là không chịu chia, năn nỉ muốn gãy cái lưỡi luôn. Ủa cái ông này trời. Ơi lựa bự bự giùm tôi nha, mấy lai biệt đó nha. Lựa bự bự bán nhanh qua lấy nữa. Là anh này, anh ép gia công lai biệt cho mình đó các bạn. Là bài này nói gì chứ là bất khả xâm phạm. Lựa sẽ cối giùm tôi đi.
các bạn ơi. Thôi chắc có lẽ là mình bắt lai biệt mình về, người ta không chịu chia rồi, gã nãy giờ không chịu chia cây cốt. Ngày xưa là ép cá gia công ha, là cỡ này là kêu mình qua bắt 2.000 con rồi nè, bây giờ đi người ta để cho 3.000 luôn. Nghe gán đợi đợt sau đi tính hả? Ai đợt sau là dám, là ông dám chơi thiệt lắm à, là lúc đó nó nhiều phải không? Không, ý nói sao ép cho lứa tiếp theo của mấy này nè, ông sợ người ta dặn tại người ta đặt quá, giống như người đặt vài cặp vậy đó hả? Rồi mình chia xong cái là hết đâu còn để cho người ta phải không? Thì để nó tách keo đi, nhớ nha, tách keo là phải hú tôi qua lấy nha, tôi sẽ lấy một đợt. Thôi các bạn ơi, giờ người ta đợi tách keo để bán, thì ta không bán bày các bạn ơi. Thôi giờ mình đi lựa cá.